Em xin được kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại của kênh YouTube của em. Hôm nay thì ở bên cửa hàng em mới mua về chiếc xe Mercedes-Benz C250 được sản xuất vào năm 2017. Đây là cái phiên bản exclusive nhé quý anh chị nhé. Xe thì mang tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe này thì có màu ngoại thất nhìn nó rất là đẹp quý chị ạ. Ngoại thất là màu đỏ nhá, và nội thất bên trong là màu kem. Với những chiếc xe mà bên em bán ra, em cam kết với quý anh chị ở xe không đâm đụng này, không ngập nước, máy móc hộp số vẫn còn nguyên bản hết theo xe. Bên em sẽ cam kết với quý anh chị ở trên giấy tờ và pháp lý rõ ràng. Hiện tại thì chiếc xe này chạy được 4,5 vạn km nhá, tức là 45.000 km. Em đang chào bán với mức giá là 1.099.000.000. Giá này thì ở bên em vẫn còn thương lượng và linh động nhá. C250 ở phiên bản năm 2017 này thì nó sẽ được tinh chỉnh rất là nhiều, từ phần động cơ này đến cái vận hành của chiếc xe, nó đi rất là mượt mà. Và bên trong khoang nội thất của chiếc xe được trang bị rất là nhiều option nhé. Tí em sẽ quay vào bên trong nội thất cho quý anh chị xem. Ở model này thì cũng được trang bị lên cái hộp số cho 9 cấp, cho chiếc xe vận hành rất là mượt mà. Đó. Ngoại thất là màu đỏ nhá quý anh chị nhá. Màu này rất là đẹp khi mà quý anh chị đi vào trời nắng. Đó. Đèn pha thì cũng được trang bị ở full LED rồi. Đèn của dòng Mercedes thì nó rất là thông minh quý anh chị ạ. Biển thì biển Hà Nội rồi nhá quý anh chị nhá. Biển này về mà chị quý anh chị về Hà Nội hay về Hồ Chí Minh thì cũng đỡ mất lệ phí 20 triệu tiền ở cấp biển rồi. C250 là một chiếc xe sedan hạng sang đến từ thương hiệu của nước Đức nhá. Đó. Có phần thiết kế nhìn nó rất là đẹp quý anh chị ạ. Ghế da là màu kem này. Ở model này thì nó sẽ được trang bị dàn âm thanh Boommaster, nghe rất là hay. Và hàng ghế thì cũng được đều được chỉnh điện ở bên phần táp ly cửa nhá quý anh chị nhá. Có nhớ 3 vị trí này. Màu kem này thì nó rất là đẹp quý anh chị ạ. Và nó rất là sang. C250 thì nó sẽ được trang bị khối động cơ 2.0 cho tới công suất 211 mã lực. Nó rất là khỏe quý anh chị ạ. Một chiếc sedan sang. Thiết kế nhìn nó rất là đẹp quý anh chị ạ. Có loa Boommaster rồi nhá quý anh chị nhá. Đó, rèm thì sẽ được chỉnh cơ này. Nó rất là mới. Đó. Đây là bên trong khoang cabin của chiếc xe này. Hiện tại thì chiếc xe này chạy được 4,5 vạn km nhá quý anh chị nhá, tức là 45.000 km. Tất cả bên trong khoang nội thất của chiếc xe được chủ xe giữ gìn nguyên bản. Đó, cái phần táp lô này quý anh chị có thấy này, nó vẫn chưa có hề vết chảy xước gì nhá. Đó, những thanh mạ có lốm các thứ này, nó rất là mới. Ở phiên bản này thì nó sẽ được trang bị 5 chế độ lái nhá quý anh chị nhá. Đó, có cửa sổ chơi cho ghế đầu này, loa Boommaster nhá quý anh chị nhá. Thì sau đây thì em xin tổng kết lại. Hiện tại thì bên cửa hàng em mới mua về một chiếc xe Mercedes-Benz C250
Exclusive được sản xuất vào năm 2017, xe tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này em đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 099 triệu. Giá này thì bên em vẫn còn thương lượng và linh động. Nếu mà quý anh chị quan tâm thì hãy liên hệ giúp em hotline trước màn hình, hoặc là điện trực tiếp tại showroom của em ở bên 99 đường Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội, showroom Hà Nội K, để đến trải nghiệm chiếc xe hoặc là để uống nước với em cũng được. Thì ở phần cuối video này thì em xin quý anh chị muốn like, muốn subscribe, muốn ấn chuông để ủng hộ kênh YouTube của em. Giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn ạ.